thì tặng tặng mang tiếng mình tặng cho dưỡng tiền của vợ người cái... tặng vợ nữa đó. Bảo nó ăn mười mà không biết tặng gì à đấy thì hôm nay tặng là nhẫn thì nhẫn năng cao thế là hợp lý quá anh nhỉ. Là mình tâm lý là tặng chị nhà luôn bộ dàn nhân ngày 20 tháng 10. Chưa nghe hát hay quá. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã quay kìa. Vâng ạ, em lưu lại một chút gì? Lưu lại chút kỷ niệm để anh em mình có cái duyên đặt bộ dàn cho anh. Em cũng vừa từ Phú Thọ về chứ nhận được đơn của anh, chứ là đây Phan Phượng luôn, taxi chở luôn hàng vào, chở thẳng trực tiếp từ showroom, em từ Phú Thọ chạy về đây luôn. Cảm ơn anh em dạ. Ngày hôm nay vâng ạ. Để ngắm một chút xong em đi vào thi công cho anh. Là con nước xong thì nghỉ ngơi xong thì lát. Vâng ạ, vâng ạ. Này thì nhanh cũng mà đúng không? Vâng, đúng rồi, em lát thì nhanh không mà. Nước trong thì tính đúng không? Dạ vâng ạ. Không nghĩ là anh em lắp được trong ngày hôm nay đâu. Vâng. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ chủ nhật nữa. Anh Hùng, anh ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Em vừa thấy anh chia sẻ là cũng mới xem chúng em. Mới xem trưa nay rồi đấy. Mới xem buổi trưa nay thôi. Và đã làm xem ở trưa nay. Đây trong cái bàn một tí này đẩy máy ở trong. Dạ. Đấy, anh Hùng chia sẻ mới xem JK chúng em buổi trưa nay trong phiên live. Xem đúng cái mẫu này là mình hợp với mình để cái chỗ này. Vâng, hợp với không gian nhà mình. Xem cái nó loa đời mới nó lại cao với 2-3. Dạ, vâng ạ. Hợp với mình. Vâng. Mặc dù nó chỉ có 30 triệu. Vâng. Loa là anh tính để trên này gì? Không, loa cái để của anh dưới. Để dưới ạ. Xong rồi anh sử dụng. Đầu cái này để gì mà. Vâng. Thế thì chưa nay ông mặc định để nhìn cái bàn này là như thế nào cho lên tầng nhỉ? Nhà ấy thì này không có điện thoại. Dạ. Sau tôi là phải lấy điện thoại của mình ra, xong bắt đầu đặt cái số vào, bắt đầu mới cài lại được cái số của. Vâng. Có số điện thoại này không biết tên. Vâng. Có nghĩa là hôm thứ bảy là cũng ấy rồi. Thứ bảy là. Hôm thứ bảy đấy. Thì ấy lấy số điện thoại. Vâng. Bắt đầu mới mở ra kênh của bạn này lấy số điện thoại gọi chứ. Vâng ạ. Lúc ý phải tầm hơn 1 giờ ấy. Hơn 1 giờ chưa ạ? Gọi nhưng mà không nghe, nhưng mà sau thấy 3 giờ thì gọi lại. Vâng. Uống nước đi. Vâng ạ, em mời anh. Test luôn cái màu này em bảo. Màu loa này, đúng màu luôn. Và cái dáng của nó. Vâng ạ. Ok. Thế là... Nghe cái... tán vợ nữa. Đó. Bảo nó ăn 10 nó không biết tặng gì. À đấy. Thì hôm nay là nhẫn thì nhẫn năng cao. Thế là hợp lý quá anh nhỉ. Là mình tâm lý là tặng chị nhà luôn bộ dàn nhân ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Nếu hôm nay em lắp từ sáng cũng toàn là mua tặng cho bà xã đấy. Nó có cái điểm anh trai mua cái đồ gì cũng là toàn là chơi dịp đấy. Vâng. Như anh Tuấn ở trên Đông Anh cũng mua tặng và xã cũng bộ B15 sáng lắp. Trưa thì em lắp ở trên Phú Thọ, lắp cho chị Trinh cũng được chồng gửi tiền mua tặng cho chị bộ dàn loa. Cái bộ này này sau tương lai này khả năng lên tầng 5. Là một bộ khác ở dưới này. Đây là cái thiết bị để làm băng số công nghệ mới. Nó được tích hợp 2 trong 1, tức là có công suất và có vang số đi kèm. Như trước anh chơi là một là âm ly, hai là cân đẩy và cân ban. Mình cũng dùng âm ly nội địa. Vâng. Ruột từ xưa đến nay là toàn dùng âm ly nội địa. Dạ. Đấy bây giờ xây sửa nhà bắt đầu cho hết. Vâng. Cái tự xây nó bảo loa để lâu hỏng. Cho cho mày luôn. Vâng. Vâng ạ. Con nhìn thấy cái hoa loa là cái cũng ưng. Mẫu B15 là ưng. Này chả có cái gì thì tặng. Tặng mang tiếng mình tặng cho dưỡng tiền của vợ. Xong đấy là mình lại dùng nhiều. Đấy. Loa để ở dưới. Cứ để con súp ở giữa xong cho loa xuống dưới. Cho cái này ra tí nữa cho loa vào cho nó. Vâng ạ, anh cứ để cái bình nước lọc sang bên này, bên góc bên này cho sang bên này. Đấy em lắp xong bộ này cho anh là em lại tiếp tục xuống Thường Tín để lắp bộ đi luôn lắp Thường Tín. Vâng ạ. Bộ B12, cái bộ mà anh bảo màu đỏ đỏ mà kèn nhỏ đấy, chép kèn nhỏ. 35 củ đấy à? Vâng ạ, bộ 35 củ. Tin quê em một chiều năm âm. Tiếng hát quê hương rủ dài theo sóng Thái Bình người Thái Bình.
ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu em Diêm Điền rừng vì lao gió hắt, anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu, anh qua con sông sâu đã bắc cầu đưa em về đồng cõi, anh thương em anh nói em dệt đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để em đưa để anh làm lúa cùng làm cây cùng dệt cõi cùng đàn mây, tay em nhô vàng tay em chạm bằng làm giàu cho quê hương hơi người em gái, mà anh yêu thương Thái Bình ta đó, mà em yêu thương em nơi có bài ngoài trời đã mưa, em mới có bài trời đã tan đông, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ai anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho lén môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa, và thu đến anh không anh nào cho đêm đêm kết anh vương miền để mùa đông đám cưới đôi mình, em mới xích lại thật gần bên anh cho anh nở một nụ cười xinh xinh, từ đây những đêm trăng thanh bình mình không lẻ loi không ngô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Cái loa này là đang hơi thấp, xong khi nào mà thiết kế cho em cao cao tí rồi, để này nó thấp là âm thanh nó đánh tầm thấp quá, chúng ta nghe nó chưa được thoát tiếng. Thì anh 20 tháng 10 và được cái này là cảm ơn rất anh em. Vâng, tuyệt vời anh nhỉ. Vâng. Mới đầu anh cứ nghĩ hôm nay là công lịch không lắp được, không kịp. Thì định để mai thôi, vô tình cố tình gọi lại được. Thế là anh em mình đúng là quá có duyên anh nhỉ. Rồi. Thôi em về đây. Rồi có gì thì sau là cảm ơn em nhé. Rồi. Rồi. Em về. Đó, bàn giao xong bộ B15 cho anh Hùng. À, hiện tại thì đang để tạm loa dưới thôi, xong rồi anh sẽ ra mai sắp xếp một cái bộ kệ tủ nó đẹp hơn để lên cho nó đẹp và âm thanh nó hay hơn. Em cảm ơn các bác anh em đã theo dõi hết video quá trình chúng em lắp đặt bộ dàn B15 cho anh Hùng. Xin chào tạm biệt, cảm ơn các anh em rất là nhiều.